Đây là căn nhà gỗ trong series phim Lật Mặt 4 của Lý Hải nè các bạn. Bây giờ nó đã xuống cấp rất là nhiều rồi. Dán ẩm ướt một hết rồi các bạn. Hàng vạn con bò nhìn rất là khiếp các bạn ơi. Rất nhiều bò bù ở trên tường và trên gỗ này các bạn. Ở đây thì có một cái giường và có niệm đàng hoàng nhưng mà bỏ hoang rồi các bạn. Bò ở dưới đất quá trời luôn các bạn ơi, kín ở dưới đất luôn. Đen đen là không phải đất nha các bạn, là bò đó các bạn. Đây là phần phía trước. Mình cũng không biết tại sao mà người ta không tu dưỡng, chứ mình thấy gỗ là vẫn còn tốt nha các bạn. Để mình lên gác thử có gì ở trên gác. À, bò mà các bạn. Có rất là nhiều phòng luôn nhưng mà đã bỏ hoang xuống cấp rồi các bạn. Có một mùi hôi rất là khó chịu. Giống y như là mùi phân dơi đó các bạn. Mình cũng đi nhẹ nhàng chứ không dám đi mạnh, sợ không biết dán đây có bị mục hay không. Ở đây có một cái bàn. Mùi hôi lắm các bạn. Còn rất tốt nha các bạn, còn cứng lắm mà không hiểu sao người ta không có bảo quản. Đụng vô mấy con bọ là thấy nổi da gà luôn các bạn ơi. Cái nhà có view rất là đẹp, ngó ra sông La Ngà, ngó ra thác nước.
cột còn chắc, rất là chắc luôn là các bạn, bằng gỗ thiệt luôn nha các bạn. Kèo là còn rất là chắc luôn các bạn, nhìn con bọ nó bu vậy chứ không phải là mối một đâu nghe các bạn, thật là quý. Bối cảnh căn nhà nói chung là cũng hơi rùng rợn thiệt nha các bạn. Chung quanh là rừng và sông, mà rừng rậm chứ không phải là rừng thưa nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xuống.